Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về một con game kiểu tiểu yêu tầm đạo nhưng phiên bản là ninja anh em nhé. Thì đây, hiện tại server mới nhất là server 9 luôn. Thì mình sẽ vào server mới nhất luôn, xem tình hình như thế nào. Đấy, đồ họa nói chung là mình nhìn thấy ok nhá. Ở trong phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em tải, nhưng trước tiên thì mình sẽ trải nghiệm để cho anh em xem là nó có giống con tiểu yêu tầm đạo không nhá, về lối chơi các kiểu nha. Đây thì vẫn chém mấy con củ chuối này để chúng ta có thể là nhặt được trang bị anh em nhá. Rồi, trang bị xịn sò hơn thì chúng ta sẽ trang bị mấy ô ở trên này. Nhưng mà sau khi trang bị xong thì nó sẽ biến mất đi, chứ nó không để cái giao diện trang bị ở đây anh em ạ. Thì trông có vẻ là cái giao diện nó sẽ tinh gọn hơn một tí. Rồi bây giờ mình sẽ chặt. Wow, được đấy chứ. Con game này thì chúng ta hoàn toàn là có thể tải được trên cả 3 nền tảng là iOS, Android cũng như là trên PC nha anh em. Múc luôn. Là trời, ngon lành kinh đào luôn. Oh wow, tí nữa xem thêm một số tính năng khác có gì hot nha anh em. Phong cách ninja, nếu như anh em nào thích xem kiểu Naruto hay là nhẫn giả các thứ thì có lẽ là sẽ thích cái lối đồ họa kiểu như thế này nha. Chém lộ. Dạ. Ok. Rồi luôn. Ok. Múc luôn này. Có một trang bị mới thay thế luôn. Trang bị mới nữa này. Huấn luyện. Vẫn tiếp tục là nhiệm vụ thôi. Mình chưa thấy có mấy cái phần kiểu như là tăng cây thì ở trong này là tăng cái gì nhỉ? Hay là khu huấn luyện đây đúng không? Chắc là cái khu huấn luyện rồi. Tự động xem nào. 22 nhiệm vụ chính nữa thì mới có thể là ấn tự động anh em nhé. Thế tích cực làm nhiệm vụ thôi. Ải này, khiêu chiến luôn. Wow. Múc luôn. Tốc độ x2 thì cũng tương tự, phải làm tận 60 nhiệm vụ nữa cơ. Khiêu chiến xong một ải này. Diệt địch. Ở trong này mình thấy là thay vì chặt vào một cái cây thì nó sẽ xuất hiện ra khá là nhiều con quái nha anh em. Được cái chứ nhỉ. Nhìn nó mượt phết đó nhỉ anh em nhỉ. Không đùa được. Khoan. Trang bị này ngon hơn này. Có mấy cái trang bị này mình chưa thấy cái chỉ số cộng theo phần trăm ở đâu ta. Toàn thấy cộng mấy cái thuộc tính cơ bản thôi, chưa thấy có cộng theo phần trăm nhé. Thì không biết là có chơi theo kiểu môn phái là né rồi thì liên bạo các thứ hay không. Thì để chặt thêm một lúc nữa xem tình hình như thế nào anh em ơi. Bán luôn này. Ok. Bán luôn. Rồi luôn. Bán luôn. Mày à bưởi. Ok đấy. Ủa hả? Nâng đến level 3 hả? Đâu nhở? Thế level của mình nhìn đâu ta? Bán luôn này. Bán luôn này. À đây, level 2 đây này anh em này. Genin này. Vẫn chưa thấy có thể lên được level 3. Bực thực sự. Hình như thanh XP của nó chạy đây đúng không nhỉ? Màu xanh xanh. Có phải không ta? Ui, có một món trang bị phẩm tím. Vẫn là mình bắt đầu thấy cái chỉ số phần trăm của nó rồi anh em ạ. À đấy, đúng rồi. Lên level 3 chưa? Đó, lên level 3 thật. Cái thanh màu xanh xanh ở đây là để xem ra là mình có lên được level ấy không anh em nhé. Đây chính là thanh kinh nghiệm ấy. 3 lần luyện hóa diệt địch đúng không? Cái này thì dễ thôi. 1 này. Dùng luôn. Bán luôn. 2 này. Có món trang bị bậc B luôn ạ. Ở đây trang bị nó chia thành từng phẩm một anh em nhé. Rồi xin luôn này. Tiếp tục là vượt ải 1.2, khiêu chiến luôn. Mấy thằng ninja đây trông nhìn hay nhỉ anh em nhỉ. Đây thằng này nhìn trông như con quạ. Cái mỏ nhọn hoắt này anh em này. Mỏ quạ. Mỏ quạ này. Ok. Đấy. Bán 3 món trang bị à? Đơn giản. Bán luôn. Rồi luôn. Úi xời. Món thứ 3. 3 lần diệt địch. Ủa thế là bao nhiêu nhiệm vụ nhỉ? Đủ 22 nhiệm vụ để auto cho ta. Ui. Tiếp tục phát nữa đi. Rồi ok nha. Bán luôn.
tự động vẫn còn 11 nhiệm vụ nữa anh ạ, 1.3 tiêu chiến 1.3 luôn. Ây à, nó bắt đầu chém đầu nha anh em. Ây à, mày à bưởi, mày à bưởi. Ok luôn. Bán trang bị nhận 100 xu. Ok à. Cái này có phần trăm thì để lại này. Mấy cái món trang bị không có phần trăm thì thôi. Mày à bưởi. Bán luôn, dùng luôn. Nâng đến level 4. Úi giời ơi. Ủa, nhưng về cái lối chơi cơ bản anh em có thể nhìn thấy giống tiểu yêu tầm đạo đúng không? Ngon này, có món trang bị nữa, xịn sò con bò này. Dùng luôn. Dùng luôn. Tiếp tục chặt. Chưa có tự động thành ra là hơi gắt anh em ạ. Không biết là trong này nó cần phải mua một số những gói kiểu như là thẻ tháng này, thẻ chọn đời các thứ hay không nhỉ? Cũng khoai phết đấy. Nếu như phải mua mấy cái thẻ đấy thì cũng hơi căng thẳng anh em ạ. Dùng luôn này. Bán luôn này. Ok. Ui, dùng luôn anh em nhá. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em tải con game này về để có thể là tự mình trải nghiệm thêm nhá. Thì anh em cứ kéo xuống phần mô tả, mình có để cái đường link tải game dành cho hệ điều hành Android cũng như là iOS nhá. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải game ở trên máy tính nữa, nếu như anh em nào mà xài PC nhá. Thì anh em có thể kéo xuống bên dưới cái video này của mình luôn. Mình cũng có để một cái đường link tải game ở trên PC, thì anh em ấn vào cái đường link đấy. Sau đó thì anh em tải cái giả lập LD Player này về. Đó. Ok rồi, sau khi mà tải về xong thì anh em mở cái folder đấy. Nó sẽ có cái giả lập như thế này này, anh em ấn đúp chuột. Rồi ok. Đấy, chờ một tí sau đó thì ấn install luôn. Sau khi ấn install xong thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này nhá. Tất nhiên là chưa có một số những cái tựa game mà mình đã cài ở đây. Thì anh em vào trong phần cửa hàng LD. Đấy, sau đó là tìm kiếm ứng dụng mang tên là Ninja Tiến Lên. Thế này này, nó chính là con game này luôn này anh em. Thì hiện tại là nó đang có bản cập nhật thì mình sẽ cập nhật luôn. Còn nếu như mà anh em nào chưa cài đặt thì nó sẽ có chữ cài đặt ở đây. Mình cài đặt rồi cho nên là bây giờ nó sẽ có chữ cập nhật. Mình sẽ cập nhật thêm thôi, sẽ có thêm một số cái tính năng mới. Đó, sau khi mà cập nhật xong rồi thì mình sẽ ấn vào chơi. Rồi, và bây giờ là chơi như bình thường thôi anh em. Thì anh em hoàn toàn có thể tạo tài khoản này hoặc là đăng nhập bằng Google. Đấy, giao diện vào game nó sẽ như thế này nhá. Rồi, tiếp tục là ấn chơi ngay. Ok. Xịn sáu con bò luôn anh em nhé. Tiếp tục là chặt cây thôi. À nhầm, không phải chặt cây. Nhầm, quánh bọn kẻ địch kia thôi. Mấy con đây chuột chứ các thứ nhìn khá là đáng yêu anh em ạ. Vượt ải nào. Ninja trông cũng ra gì và này nọ phết đúng không anh em. Thì nếu như anh em yêu thích thì có thể là tải về chơi thử nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và anh em nếu như muốn mình làm thêm về tựa game này thì nhớ để lại comment ở bên dưới nhá.